Manchester United và giấc mơ tam tấu GRG. Quá khứ huy hoàng của Manchester United thời Alex Ferguson đã gắn liền với thế hệ vàng năm 1992 với các nhân tố trưởng thành từ lò đào tạo Carrington như David Beckham, Postco hay anh em nhà Neville. Và bây giờ trước những tín hiệu lạc quan mà Erik Ten Hag đang mang đến, các Manusian hy vọng rằng trong một tương lai gần, hàng công của Quỷ Đỏ sẽ xuất phát với những sản phẩm đều được đôn lên từ tuyến trẻ. Dù cho Rasmus Højlund là tân binh của Manchester United với sứ mệnh trở thành chân sút chủ lực của đội bóng kể từ mùa giải 2023-2024, nhưng rõ ràng ngôi sao của Đan Mạch được xem là sự lựa chọn cho tương lai. Bởi anh mới 20 tuổi và chỉ ở dạng tiềm năng, chứ chưa phải là chân sút cự phách kiểu Harry Kane hay Victor Osimhen. Tất nhiên, cổ động viên của Quỷ Đỏ kỳ vọng rằng cựu cầu thủ của Atalanta sẽ tỏa sáng tại nhà hát của những giấc mơ. Nhưng anh có thể sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ một ngôi sao khác vốn đã chứng tỏ được tài năng tại Old Trafford nhưng đang chờ phán quyết, đó là Mason Greenwood, và kể cả Marcus Rashford, người cũng rất nhiều lần đá trung phong mùa vừa rồi với bộ kỹ năng ngày một hoàn thiện. Nhắc đến Greenwood, hay còn được người hâm mộ Việt Nam gọi với cái tên là gỗ xanh, thì không ai không thán phục bởi kỹ năng dứt điểm bằng cả hai chân như một cùng bản lĩnh thi đấu chững chạc hơn tuổi đời với sự lạnh lùng trước khung gỗ. Tuy chơi hay nhất khi đá tiền đạo cánh phải, nhưng Mason cũng cho thấy khả năng đá trung phong không hề tệ. Hiện tại, dù tương lai của chàng cầu thủ lắm tài nhiều tật vẫn chưa sáng tỏ, nhưng nhiều nguồn tin uy tín đã khẳng định nhà tài trợ chính của Manchester United là Adidas đã bật đèn xanh cho chàng gỗ trở lại. Trong khi đó, huấn luyện viên Erik ten Hag cũng rất muốn làm việc với anh. Còn các đồng đội khác thì cho rằng Greenwood xứng đáng được trao thêm cơ hội. Khi mà đối tác có vai trò là quyết định tài chính, huấn luyện viên người quyết định chuyên môn và đồng đội những người ăn tập hàng ngày đều không phản đối, thì việc Mason Greenwood trở lại có lẽ chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi. Với một nhân tài thuộc dạng bẩm sinh như vậy, thời gian để anh lấy lại cảm giác bóng sau một năm xa sân cỏ cũng không mất quá nhiều thời gian. Một khi Mason Greenwood trở lại là chính mình, thì khi đó tam tấu trong mơ GRG, tức Garnacho, Rashford và Greenwood, có khả năng sẽ xuất hiện trên hàng công của Manchester United. Như đã biết thì Marcus Rashford và Mason Greenwood đều là sản phẩm ưu tú của lò đào tạo Carrington. Trong khi đó, dù Garnacho chuyển tới Old Trafford từ Atletico Madrid, nhưng anh cũng có vài năm ăn tập ở tuyến trẻ trước khi đôn lên đội 1. Trên lý thuyết, đây là bộ ba lý tưởng cho cuộc phục hưng của Manchester United, bởi ngoài yếu tố của nhà chồng thì tài năng của cả ba đều ở dạng xuất chúng. Greenwood đủ khả năng đẩy những Anthony hay Jadon Sancho lên băng ghế dự bị để chiếm vị trí tiền đạo phải nếu anh chơi hay như thời Ole Gunnar Solskjaer. Trong khi ấy, với những màn thể hiện mùa vừa rồi và mới đây là trước Lens, Garnacho cho thấy mình là một ngôi sao thực sự ở cánh trái. Lúc đó Marcus Rashford sẽ sắm vai trò của một trung phong, cho dù tiến sĩ đá tiền đạo trái tốt hơn. Đó là sự kết hợp của ba ngôi sao giàu kỹ thuật, tốc độ và mức độ nguy hiểm thì khỏi phải bàn. Với mức giá 75 triệu euro khi mới 20 tuổi, đã đủ cho thấy Manchester United và huấn luyện viên Erik ten Hag coi trọng Rasmus Højlund đến thế nào. Nhưng một mình anh là chưa đủ cho hàng công của đội chủ sân Old Trafford. Trong giấc mơ tái hiện lại thời kỳ huy hoàng, các Manusian có lẽ sẽ thích đặt niềm tin vào những con người mà số phận sắp đặt họ là một quỷ đỏ từ lúc bắt đầu. Biết đâu chừng chỉ ngay mùa giải năm nay, tám tấu GRG sẽ xuất hiện và mang đến những cảm xúc dạt dào như những bậc tiền bối đã làm tại nhà hát của những giấc mơ. Aston Villa chiêu mộ nhà vô địch World Cup. Theo nguồn tin từ Fijahead, đội chủ sân Villa Park có kế hoạch tăng cường hàng thủ khi tăm tia ngôi sao thuộc biên chế Sevilla. Fijahead cho biết Aston Villa có kế hoạch ký hợp đồng với Gonzalo Montiel. Cầu thủ 26 tuổi là thành viên của đội tuyển quốc gia Argentina vô địch World Cup 2022 tại Qatar. Montiel chính là ngôi sao thực hiện lượt sút luân lưu quyết định giúp Argentina đánh bại Pháp ở trận chung kết. Về phía Aston Villa, đội bóng xứ sương mù hoạt động tích cực ở phiên chợ hè năm 2023. Đội chủ sân Villa Park đã đem về 3 bản hợp đồng mới chất lượng, bao gồm Yuri Tielemans, Paul Torres và Moussa Diaby. Aston Villa chưa dừng lại ở đó, huấn luyện viên Unai Emery mong muốn bổ sung thêm một hậu vệ cánh chất lượng. Trong bối cảnh đó, Montiel nổi lên như một mục tiêu tiềm năng. Mùa giải 2022-2023, Montiel cùng Sevilla vô địch Europa League. Gia nhập Aston Villa hứa hẹn sẽ giúp cho sự nghiệp của Montiel bước sang một trang mới. Đội chủ sân Villa Park cho thấy sự lột xác ngoạn mục dưới thời dẫn dắt của huấn luyện viên Unai Emery. Aston Villa giành vé tham dự Cúp châu Âu sau khi cán đích ở vị trí thứ 7 mùa giải năm ngoái. Aston Villa có cơ hội ký hợp đồng với Montiel khi giám đốc thể thao Monchi có mối quan hệ hợp tác tuyệt vời với đội bóng cũ Sevilla. Vua chuyền bóng xứ Samba khiến Liverpool mê mệt. Tiền vệ Andre Chinadé của Fluminense đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các đội bóng châu Âu, trong đó có cả Liverpool. Cầu thủ này nổi bật với khả năng chuyền bóng đạt tỷ lệ rất cao. Andre Chinadé da Costa Neto, hay gọi ngắn gọn là Andre Chinadé, sinh năm 2001 tại Ibirataya, Brazil. Anh gia nhập lò đào tạo trẻ của Fluminense vào năm 2013 khi mới 12 tuổi. Đến tháng 2 năm 2020, Andre ký hợp đồng chuyên nghiệp với đội bóng này.
Anh đá trận ra mắt đội 1 trong thắng lợi 1-0 trước Atlético Goianiense ở Cúp Quốc gia Brazil ngày 16 tháng 9 năm 2020. Tại giải vô địch quốc gia Brazil mùa này, Fluminense đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng. Đội chủ sân Maracana được dẫn dắt bởi Fernando Diniz Silva, hay còn được biết đến với tên gọi là Pep Guardiola người Brazil. Ông là một tín đồ của lối chơi Tiki-Taka và hiện kiêm luôn công việc huấn luyện tạm quyền tại đội tuyển quốc gia Brazil. Dưới thời Fernando Diniz Silva, André có thể đóng vai trò tiền vệ phòng ngự trong sơ đồ 4-2-3-1 với nhiệm vụ đánh chặn và che chắn trước hàng thủ 4 người. Ngoài ra, khi ông Diniz chuyển sang sơ đồ 4-3-3, anh có thể dâng cao, điều tiết nhịp độ trận đấu và kiến thiết lối chơi. Tính riêng tại giải vô địch quốc gia Brazil mùa này, André đã chơi tổng cộng 14 trận với tổng số phút là 1.247. Trong mỗi 90 phút, cầu thủ này thực hiện 0,5 cú sút, chạm bóng 89,2 lần, tung ra 75,4 đường truyền, đạt tỷ lệ chính xác lên tới 94%, tạo được 0,9 key pass, có 1,4 pha dây bóng, 2,1 cú tắc bóng, 1,5 lần đánh chặn, 0,2 lần thu hồi bóng, 0,6 pha giải vây, 5,7 tình huống thắng tranh chấp tay đôi và 0,3 lần không chiến thành công. André quán xuyến rất tốt ở khu trung tuyến, dựa trên nền tảng kỹ thuật vững vàng, dây bóng khéo léo và thoát pressing hiệu quả. Điểm nổi bật nhất ở tiền vệ 22 tuổi là kỹ năng chuyền bóng thượng thừa với độ chuẩn xác rất cao. Về khoản này, anh chính là người đứng số 1 ở giải đấu. Xếp sau là Martinelli, cũng là một cầu thủ của Fluminense. Tuy vậy, André cũng bộc lộ những hạn chế ở khả năng không chiến và đôi lúc hơi lạm dụng kỹ thuật cá nhân, cũng như không tuân thủ đúng kỷ luật đấu pháp. Đây có lẽ là điều dễ nhận thấy ở những cầu thủ đến từ xứ sở Samba. Hồi cuối tháng 6 vừa qua, André được huấn luyện viên Ramon Menezes gọi vào đội tuyển quốc gia Brazil. Anh có màn ra mắt Seleção trong thất bại 2-4 trước Senegal ở trận giao hữu quốc tế khi vào sân thay thế cho Lucas Paqueta ở phút thứ 74. Hiện tại nhiều đội bóng châu Âu đang dành sự quan tâm đặc biệt đối với André, trong đó có cả Liverpool. Jurgen Klopp vẫn đang rất quyết tâm nâng cấp tuyến giữa dù đã mang về Dominic Szoboszlai và Alexis McAllister. Sau những thương vụ trèo kéo Romeo Lavia của Southampton hay khê Front Thuram của Nice lâm vào bế tắc, đội chủ sân Anfield đã rẽ hướng sang cầu thủ người Brazil. Pep Guardiola thật không thể tin được. Trao đổi với trang web chính thức của Manchester City, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã đưa ra nhận định về trận thua trước Arsenal. Huấn luyện viên Pep Guardiola thừa nhận về sự thất vọng khi để Arsenal lội ngược dòng dù đã ở rất gần với chiến thắng. Tuy vậy, ông cũng hài lòng với màn thể hiện của các học trò trong trận đấu này. Chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ, cách đội bóng thi đấu thật không thể tin được. Trong hiệp 2 và những phút cuối, các cầu thủ tấn công đã cố gắng dồn ép đối phương và đó là điều bình thường. Chúng tôi không phải là NBA. Khi mùa giải kết thúc, bạn có 3 tháng để nghỉ ngơi. Điều đó không diễn ra trong bóng đá, đặc biệt là ở Premier League. Bạn phải thích nghi và đó là lý do tại sao tôi ngạc nhiên với cách chúng tôi thi đấu. Chúng tôi đã phải đối mặt với một đội bóng phi thường. Chúng tôi đã ở rất gần với chiến thắng và chúng tôi hơi thất vọng với kết quả cuối cùng, nhưng dù sao đó là bóng đá. Nếu bạn không thể giành chiến thắng, bạn có thể mang lại thời gian thi đấu cho các cầu thủ và tôi đang nghĩ đến thứ 6 khi chúng tôi đối đầu với Burnley. Nóng, Joao Felix nhận đề nghị khủng từ Ả Rập. Theo chuyên gia Fabrizio Romano, câu lạc bộ Al Hilal sẵn sàng đưa ra giá thầu khủng nhằm hỏi mượn Joao Felix từ Atletico Madrid. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, câu lạc bộ Al Hilal quan tâm đến Joao Felix. Cụ thể, đội bóng xứ Ả Rập Xê Út sẵn sàng gửi lời đề nghị hỏi mượn tiền đạo người Bồ Đào Nha với mức phí khổng lồ. Tương lai của Felix trở thành dấu hỏi lớn trong màu áo Atletico Madrid. Theo Romano, ưu tiên của Felix là chuyển đến Barcelona hoặc các đội bóng tại châu Âu. Ở tuổi 23, Felix được xem như một mục tiêu hot trên thị trường chuyển nhượng. Mùa giải năm 2022-2023, Felix khoác áo Chelsea dưới dạng cho mượn nhưng không để lại dấu ấn đậm nét. Nếu Barcelona ngó lơ Felix, Al Hilal sẽ nhảy vào cuộc chiêu mộ cầu thủ người Bồ Đào Nha. Huấn luyện viên Jorge Jesus đánh giá cao tài năng của Felix, tiền đạo người Bồ Đào Nha từng được xem như viên ngọc quý của bóng đá thế giới trong màu áo của Benfica. Mùa hè năm 2019, Felix làm rung chuyển thị trường chuyển nhượng khi cập bến Atletico Madrid với bản hợp đồng khủng trị giá 113 triệu bảng Anh. Trái với sự kỳ vọng, ngôi sao sinh năm 1999 thi đấu chồ sụt thất thường. Mối quan hệ cơm không lành canh chẳng ngọt với huấn luyện viên Diego Simeone khiến tương lai của Felix tại Atletico Madrid đi đến hồi kết.